Hello các bạn, cũng rất lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ? Thì do mình rất bận nên trong thời gian vừa qua mình đã không đăng video nữa. Và bây giờ thì là hè rồi nên mình đã rảnh hơn và sẽ lại tiếp tục đăng những video chơi game nha. Giờ mình sẽ làm về hai tựa game này, đó là Pixel Survival 3 và Endozadow. Các bạn có quan tâm gì về hai tựa game này đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi những video của mình nha. Thì hiện tại mình cũng mới chơi lại nên chưa có nhà cửa gì cả. Chắc các bạn cũng thấy cái logo ở góc trái màn hình rồi nhỉ? Thì cái này là mình dùng phần mềm thứ ba để cài nhanh hơn thôi chứ không phá game hay làm ban những người chơi khác đâu. Giờ mình sẽ ở đây nấu nấm và đào lên level 10 rồi đi kiếm cái hang chui xuống tìm con ma giết lấy bột phép thuật để chế bản đồ. Mà mình có một cái nhóm nhỏ chơi game này, ai cũng muốn chơi game này thì inbox mình rồi mình cho vào nhé. Ngồi không cũng có ma tìm tới nữa, ngon vờ lờ. Ở đèn thế nó không rơi ra rồi, tí vẫn phải đi kiếm. Mình nấu xong nấm rồi, cũng lên level 7 luôn, giờ chỉ cần đào lên 3 level nữa thôi là xong. Quay thử cái daily mà nó ra cái dương đen thế không biết. Có cái thằng NPC nhìn ngứa mắt quá nhưng không giết được. Bây giờ mình ngồi đào lên level 10 thì cũng khá lâu nên mình sẽ tua nhanh và ghép nhạc vô để các bạn nghe nhé. Ê chết mẹ nhầm bài. Đây rồi, đúng bài này rồi. Các bạn xem mình đập đá với nghe nhạc nhé. Đường thì tôi chơi bài, còn tôi vẫn cứ đứng đợi. Em nhẹ bước đến, mi đã thôi hẹn. Chờ cho em về, vì tôi đã lỡ yêu em. Cũng may đường về nhà em quá xa, tôi mới được trông ngóng em buông lời hát. Nhớ đường lạnh nhìn em thoáng qua, hạ ơi đừng trôi mãi mặc để em với tôi đi về. Mới chỉ nhìn em khóc, tôi bỗng chợt ok thì mình cũng đã lên level 10 rồi. Giờ đi kiếm cái hang thôi nào. Đang đánh con si lâm tự nhiên hai tấc si ke lon ton chạy ra làm lên level 11 luôn. Hang đây rồi. Sao tới thế, đom đóm đầu hết rồi. Ơi gặp bà si run luôn. Nó đánh đau quá 5-6 phát là chết rồi. May là hồi sinh ngay một cái hang mới. Ơ đệt quảng cáo.
Ơi lại một con Basi Jun nữa này. Lần này vừa đánh vừa ăn nấm. Nó rơi ra một phép thuật luôn khỏi phải đi kiếm con ma, ngon VL. Rồi giờ mình sẽ chế bản đồ nhé. Ờ đệt chết luôn kìa. Mất luôn hơn 300 cục than vừa đào xong. Lại còn thêm cái quảng cáo cây VL. Nhưng thôi tí mình đào lại sau cũng được, còn đây là cái mắt của chúng ta. Video đến đây cũng hết rồi. À mà các bạn có thích mình làm video như này không hay làm như ngày trước thì comment phía dưới nha. Còn về lịch lên video chắc một tuần mình làm hai cái. Một video là Pixel Survival 3 và một video là Endo ra đâu nha. Xem đến đây rồi thì like video đi nào các bạn. Thôi chào tạm biệt mọi người nhé. Bye bye.